Shop phụ kiện Minh Thảo PCB xin được gửi một lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, shop Minh Thảo em xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người về một dòng sản phẩm kính ngắm cao cấp của hãng Vector nhé các bác nhé. Nhắc đến dòng kính ngắm Vector thì anh em đã có thể thấy là hàng cực kỳ là đẳng cấp đúng không ạ? Đấy thì hôm nay em về hàng, về thêm cái thông số này để cho mọi người cùng xem tham khảo. Cái dòng này lúc trước ấy thì chỉ có những khách nào đặt thì mới có, nhưng mà hiện tại về đến bên số Minh Thảo em thì hàng sẽ có sẵn tại cửa hàng. Hơn nữa cái giá mà hôm nay anh em phải bỏ ra nó sẽ rẻ hơn vào cái khoảng thời gian trước các bác nhá. Đó thì trước khi nói đến chi tiết về sản phẩm này thì em xin được giới thiệu qua hình thức mua bán và giao dịch trước, bởi vì đây là kính ngắm đắt tiền. Thế nên là anh em mua thì sẽ không thể nào mà tránh khỏi được việc là anh em phải cọc với giá trị cao. Một cái kính ngắm Vector này hiện tại bên em đang bán là có giá là hơn 3 triệu đồng nha các bác nhá. Nó có giá là hơn 3 triệu đồng. Thì anh em mua là các bác phải cọc trước cho em. Chuyển khoản trước cho em. Cọc trước nhá. Thì mới gửi được hàng các bác nhá. Đó, hàng này thì là hàng cực kỳ là đẳng cấp. Hiện tại thì bên Minh Thảo em đang sử dụng đó là hai số điện thoại trên bảng tên. Các bác nào mà có ngại bảo là sợ lừa đảo như là anh em có thể đi check thoải mái, đi check shop em ở các trang mạng thoải mái, thế nào cũng được đấy. Còn là người bên em thì bán hàng lâu năm rồi thì các bác không cần phải lo về vấn đề chất lượng hay vấn đề là bảo hành đâu nhá. Bên em thì lỗi một đổi một luôn đấy. Thì ngày hôm nay em giới thiệu cho anh em về cái mẫu kính ngắm Vector. Phiên thông số lần này em có là Vector Orion 4-16 nhân cho 44. Tâm của con này là tâm số tâm bắc kính như này nhá. Tại vì sao con này nó thuộc vào hàng đẳng cấp là bởi vì là cái dòng kính ngắm Vector này thì chuyên sản xuất về những cái dòng kính ngắm đắt tiền thôi. Người ta chỉ làm những cái kính ngắm đắt tiền thôi. Hàng thì là anh em nhìn cái bên ngoài cái vỏ hộp hay là cái dáng kính thì nó cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đấy, cực kỳ là đẹp nhá. Đó là phần cấu hình con này là 4-16x44. Thì bây giờ em sẽ cho mọi người cùng tham khảo, cùng nhìn với cái mẫu kính ngắm Vector này. Hàng em vừa mới về được xong. Cái tâm kính em bây giờ hiện tại thì em sẽ quay buổi tối nên có thể là sẽ nhìn nó không được rõ nét cho lắm. Thì cũng rất mong mọi người có thể thông cảm cho bên em. Nếu như các bác nào mà muốn nhìn cái thâm nó thực tế hơn nữa thì các bác có thể là yêu cầu gửi lên là hình ảnh qua Zalo cho bên em nhé. Các bác kết bạn qua Zalo rồi em sẽ gửi cái hình ảnh nó chi tiết cụ thể nhất và cái tâm kính. Bởi vì cái loại này thì nó thuộc dạng là tâm mảnh. Vậy nên là em quay trời tối này nó sẽ khó có thể tránh khỏi việc là tâm nó không được nhìn rõ nhất để cho mọi người có một cái cảm nhận nó tốt nhất nhé các bác nhé. Đó, thì các bác mà khi các bác mua hàng ấy, mọi người sẽ nhận được những cái phụ kiện đầy đủ hết là lắp bịt chun, lắp bịt hai đầu, ống chống lóa và một cặp chân kính các bác nhé. Đây, cặp chân kính. Hàng này thì nếu như các bác nào mà mua khoảng độ vài tháng trước, khoảng độ 4-5 tháng trước ấy, thì các bác phải bỏ ra số tiền là hơn 4 triệu đồng. Nhưng mà hiện tại vì bên em có sẵn hàng tại nhà, anh em mua em sẽ có một cái giá cực kỳ là hợp lý cho tất cả mọi người. Đây, chân kính đây mọi người nhìn đây. Đấy, chân kính này thì là chân kính theo như em quan sát thì là chân kính kẹp ray 20 nhé mọi người nhé. Kẹp ray 20. Đấy, kẹp ray 20. Cái chân này ấy, thì được khắc chữ của hãng Vector ở đây. Nhưng mà là bởi vì cái này là chân 20 nó sẽ kén chơi ở một vài những cái dòng súng PCP. Vậy nên bên em sẽ có tùy chọn là tặng thêm. Em tặng miễn phí cho anh em luôn. Đấy, anh em mua thì em sẽ tặng. Đấy, chân của nhà sản xuất em tặng thêm free nhé các bác nhé. Tặng free cho các bác một cặp chân kính kẹp ray 11 như này nữa. Đấy, cho anh em thoải mái nhé. Đấy, ok chưa? Em sẽ tặng free cho tất cả các bác luôn. Đấy, giá rẻ hơn mà lại được cả chân kính tặng theo kèm.
đúng không ạ? Đấy. Vậy nên là anh em chơi thì mua hàng thì anh em không cần phải, các bác không cần phải lo về việc là không lắp vừa súng đâu nhé. Đấy cái chân của hãng, đấy các bác cứ cầm lấy. Còn em sẽ tặng miễn phí cho các bác một cái chân kính 30 kẹp dây 11 như thế này. Đấy, ok chưa? Và một quyển sách ở bên nhà sản xuất. Đấy, cái này thì sẽ bằng tiếng Anh, các bác hướng dẫn sử dụng hay gì gì đó thì nó ở hết ở trong cái này rồi. Còn đây là kính ngắm vector nha các bác nhé. Xét về tổng thể chiều dài thì mẫu kính ngắm này nó có tổng thể chiều dài nó rơi vào tầm độ 35 cm nha các bác nhé. Cái cảm giác cầm nắm của con này thì nó cực là chắc tay. Nó con này nó cũng khá là nặng đấy các bác. Kính xịn mà, người ta làm khá là nặng đấy. Thân 30 có ốc chốt chống nhảy tâm. Ốc chốt chống nhảy tâm. Một số chức năng cơ bản thì nó vẫn giống như những chiếc kính ngắm mà mọi người vẫn thường chơi thường ngày. Chỉnh lên xuống hay là sang trái sang phải lấy led này. Cái mẫu vector này thì sẽ không có đèn hồng tâm nhé các bác nhé. Sẽ không có đèn hồng tâm. Đấy. Một cái nó hơi bị tiếc một chút nhưng mà cũng không sao, bởi vì con này được các bác phản hồi lại rằng là chơi nó cực kỳ là ổn định luôn. Hàng này thì là hàng chính hãng, hàng nhập chính hãng rồi. Thế là anh em không bao giờ phải lo về cái vấn đề là nó bị nhảy tâm luôn nhá. Đấy. Có chăng bị nhảy tâm thì chắc hẳn là bị rơi nhiều hay là bị nhào thôi. Cái đấy thì nó được xét vào cái phần mà các bác bảo quản, do các bác bảo quản như thế nào. Đấy. Nói chung thì đồ vật thì các bác bảo quản tốt thì nó sẽ dùng được lâu. Còn con này thì em sẽ đảm bảo cam kết với tất cả các bác sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Các bác bắn ở khoảng cách thường thường anh em đi bắn chim là 100-200m thì con này nó sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của tất cả mọi người nhé. Đủ nhu cầu. Còn ở đây sẽ là tâm kính ở trên hộp ghi như này thì em sẽ như này cho mọi người nhìn nó rõ nhất này. Đấy. Tâm kính nó y hệt như thế này luôn. Cái tâm kính của nó sẽ y hệt như trên hộp, không khác một cái gì, kể cả về độ led. Các bác yên tâm là con này nó sẽ không, cái về cái độ led thì nó sẽ không có một cái gì gọi là bị lóa hay là bị vàng kính hay là bị không nhìn rõ đâu nhá. Có chăng thì chỉ những cái bác nào mà mắt mà lớn tuổi lắm, lớn tuổi rồi mà mắt kém ấy thì tâm mảnh này thì có thể khiến các bác ấy, các bác nên là khó nhìn thôi. Còn như bình thường, mắt mà bình thường thì ngắm cái này thì gọi là thoải mái luôn. Đấy. Có chi thì chỉ có là như vậy thôi. Kính ngắm vector Optix Orion. Thằng này thì em về được hai phiên bản, một phiên bản Mark nữa, Orion Mark nữa thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác ở cái một cái video sau. Lần này em sẽ giới thiệu cho mọi người cái bản này trước đã, bản kia về thì em sẽ giới thiệu thêm. Đấy, anh em có thể test check thoải mái về kính ngắm này. Nói chung thì về một cái loại hàng cao cấp như này thì các bác, việc các bác bỏ một cái số tiền lớn như vậy ra, các bác đổi lại sẽ tương xứng với cái chất lượng kính đi kèm. Đấy, cái này là bên shop Minh Thảo em mà đảm bảo cam kết 100%. Em lấy uy tín của em ra để bán cho tất cả mọi người. Đấy, thì đây em sẽ cho mọi người nhìn qua cái tâm kính nhé. Không biết là có nhìn được không, tối này các bác có nhìn được rõ không? Ở đây cũng nhìn được nha các bác nhé. Đây cũng nhìn được đây. Tâm thì nó đơn giản thôi. Tâm số đơn giản như này thôi. Quan trọng nhất thì vẫn là cái chất lượng đúng không ạ? Đấy, một chiếc kính ngắm đẳng cấp. Vector. Có một dấu chấm tròn rất nhỏ ở giữa luôn, nó nhỏ, một dấu chấm tròn rất nhỏ chứ không phải là không có. Đấy, bác nào mà có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ cho bên em, các bác tham khảo thoải mái nhé. Bằng số điện thoại em để trên màn hình.
nhắn tin qua Zalo. Rồi, video của số mình chào em xin được tạm dừng tại đây. Xin gặp lại, hẹn gặp lại mọi người trong tất cả trong những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau ạ.